Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi báo cáo nghiên cứu tổng thể phương án tổ chức giao thông đối với phương tiện xe khách trên địa bàn đến các đơn vị liên quan để lấy ý kiến góp ý. Theo đó, sở này đề xuất cấm xe khách lưu thông từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày vào nội đô, trong đó từ nay đến năm 2025 cấm xe khách giường nằm và sau năm 2025 cấm xe khách trên 30 chỗ, trừ xe buýt, xe phục vụ đám tang, các xe du lịch được cấp phù hiệu riêng các phương án tổ chức là để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, hạn chế tình trạng xe dù bến cóc, đồng thời hạn chế gây ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hành khách trên địa bàn.